Hello, chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người đến video của mình. Nếu như chúng ta đang rất là băn khoăn, chúng ta đang rất là phân vân trong cái việc tìm một cái mùi hương để tặng cho nửa kia của mình, kể cả là mùi hương nam và mùi hương nữ, thì cái chủ đề của video của mình ngày hôm nay chúng ta sẽ nói về vấn đề này. Mình sẽ chia sẻ đến cho tất cả mọi người một số những gợi ý, những cái mùi hương để tặng cho bạn gái hoặc là tặng cho bạn trai đó. Và nếu như có thể thì mình rất hy vọng kênh mọi người ủng hộ mình bằng một vài sản phẩm full hoặc là chiết. Mình rất là cảm ơn. Còn bây giờ chúng ta hãy cùng đến với chủ đề chính của video ngày hôm nay, gợi ý một số những cái mùi hương mà chúng ta có thể tham khảo để mua làm quà tặng. Ok, let's go. Trước tiên chúng ta hãy cùng nói về nước hoa nữ. Nếu như các anh em đang cần tìm một cái mùi hương để dành cho tặng cho bạn gái của mình, nếu như bạn đó là một người rất là nhẹ nhàng, nói chung là hiền lành, không quá là cá tính, không quá là gai góc, thì cái mùi hương nào mà chúng ta có thể tham khảo? Ở đây mình gợi ý cho các anh em hai chai nước hoa. Đầu tiên đó là chai L'Imperatrice của nhà D&G. Đây là một cái mùi hương với cái nốt chủ đạo với cái mũi của mình, đó là mùi ổi. Và mình nhớ là khi mà lần đầu tiên mình ngửi chai nước hoa này, mình cảm thấy nó rất là hợp với bạn nữ nào đó, một phong cách nhẹ nhàng. Không, nói chung là trong cái hành động, trong cái nói năng của bạn nữ đấy, nó rất là nhẹ nhàng, nó rất là chừng mực đó, không quá là ồn ào. Thì chai L'Imperatrice của nhà D&G này rất là thích hợp với các bạn nữ có một phong cách như thế. Và chai nước hoa thứ hai đó là Dior Joy. Thật ra thì các anh em nghe cái từ joy có nghĩa là vui vẻ, một cái gì đấy, thì chúng ta đã biết được cái tinh thần mùi hương này nó như thế nào. Khi mình xịt thì mình cảm thấy khá là rõ cái nốt hoa nhài và một chút thanh mát đó. Hoa nhài trong chai nước hoa này nó không quá nồng mà nó ở trong cái chừng mực vừa đủ. Và mình cảm thấy nó rất là, nói chung là nó rất là dịu, nó rất là vừa tới, nó không quá là gắt, nó không quá là dữ dội. Và mình nghĩ rằng các bạn nữ nào mà có một phong cách nhẹ nhàng thì rất là thích hợp với Dior Joy đó. Do vậy các anh em nào mà đang tán tỉnh bất kỳ một chị em nào mà hiền lành con nhà gia giáo, thì chúng ta có thể tham khảo hai sản phẩm L'Imperatrice và Dior Joy. Ok. Nếu như bạn nữ của chúng ta đang tìm hiểu có một cái phong cách nó không hẳn là sexy, nhưng mà nó có một cái gì đó khá là sang, chưa hẳn là già, thế nhưng mà nó có một cái gì đó khá là sang, có một cái giống như kiểu những cái bạn gái mà đã có một cái thành công trong cái xã hội đó, về sự nghiệp riêng của xã hội, thì chúng ta nên chọn cái mùi hương nào? Ở đây mình có thể gợi ý đến cho các anh em hai chai nước hoa Gucci Bloom. Đây là một cái mùi hương có thể gọi là, mình nghĩ là hơi chém, thế nhưng mà mình nghĩ rằng đây cũng thể là một best seller của nhà Gucci. Bất cứ khi nào mà chúng ta nhắc đến mua tìm, anh có thể tư vấn cho em một cái chai nước hoa nữ cho bạn này đã đi làm ấy, thì mình thấy rằng Gucci Bloom luôn luôn được ưu tiên đó. Thì mình nghĩ rằng không cần phải nói nhiều, chai nước hoa rất là phổ biến này. Và chai nước hoa thứ hai cũng là một sản phẩm của nhà Dior, và nó có tên là Dior J'adore. Với một cái mùi hương lại là nhài, thế nhưng mà rất là sang trọng, rất là quý phái. Tất nhiên ở đây nó không đến mức già dặn như một số những mùi hương của nhà Chanel. Ở đây nó vẫn có một cái gì đấy nó tươi trẻ hơn. Nhưng dù sao thì với Gucci Bloom và Dior J'adore, đó đều là những mùi hương dành cho các bạn nữ mà mình nghĩ rằng nó đã có một cái sự thành công nhất định trong sự nghiệp, và các bạn ấy vừa có một cái sự sang trọng, không quá già nhưng đã có một cái sự sang trọng, thì chúng ta có thể tham khảo hai mùi sản phẩm này. Cuối cùng, nếu như mà bạn nữ đấy có một cái gì đấy nó khá là ngọt ngào đó, có một cái chút gì đấy ngọt ngào, thì chúng ta nên tặng chai nước hoa nào? Ở đây Park Rabanne Pure Essence, với mùi hương mà mình cảm giác khi mà xịt nó giống như kiểu đậu phộng ấy, một chút bơ ngọt, thì cái chai nước hoa này nó làm mình liên tưởng đến cái đấy. Thì thực tế thì kể cả những cái review trên các forum cũng đều đánh giá chai nước hoa này nó có cái nét như thế, sexy. Để nói một cách ngắn gọn, chai nước hoa này là sexy. Thì mùi hương mà xịt vào mùa lạnh ấy,
một cái mùi caramel, không hẳn là caramel, một cái mùi đậu phộng bơ thơm thơm ngọt ngọt, rất là thú vị đó. Chai nữa đó là George Gabbana Garden. Đây là sự kết hợp giữa hoa linh lan và vani, rất rất là ok, một chút ngọt, một chút thơm nồng của hoa linh lan kết hợp lên một cái mùi hương rất rất là thu hút. Nó không thể gọi là sexy, thế nhưng mà nói thế nào nhỉ, một bạn nữ khi mà xịt mùi hương này đó, bạn ấy không cần phải không cần phải là lúc nào cũng phải là làm những cái một cái gì đó để thể hiện là mình sexy, mà chỉ cần kết hợp với mùi hương của nó, cái ngọt ngào của nó, những cái động tác vừa đủ là mình nghĩ rằng cũng có thể thu hút được rồi, thì chọn Chicabana Garden và Pakoraban Pure Excess sẽ là cái sự gợi ý mình dành đến cái bạn nữ nào đang có một phong cách như thế. Thì đây là nước hoa nữ, các anh em có thể tham khảo và tùy theo cái style một nửa kia của mình để mà có thể lựa chọn đó. Còn đối với nước hoa nam, nếu như bạn nữ nào mà đang cần một cái mùi hương có thể gọi là ít nhiều có một cái độ an toàn và đa dụng, Dior Sauvage EDT. Có lời ra tiếng vào, có lời chê bai về mùi hương của chai hoa này, thế nhưng mình nghĩ rằng không để phủ nhận nó là một chai nước hoa cực kỳ thu hút với các bạn nữ, thì mình không thể bỏ qua được chai nước hoa này. Nếu như nửa kia của các bạn nữ là một anh chàng gọi là cũng đã bắt đầu có một chút thành công trong sự nghiệp, có thể là team leader hoặc là một cái gì đấy, và mọi người muốn tìm một cái mùi hương đứng đắn, nó không quá già nhưng nó phải bắt đầu đứng đắn rồi, và nó có một cái gì đấy nó khá thể hiện là mình đã có cái thành công ở ngoài xã hội, Terre Immense với mùi hương tiêu vetiver. Đây trong bảng xếp hạng 500 chai nước hoa hiện đại gọi là có cái ảnh hưởng lớn nhất ấy, thì Terre Immense xếp thứ nhất. Do vậy chúng ta không có một cái lý do gì để nghi ngờ về mùi hương của chai nước hoa này. Các anh em có thể tham khảo trên Base Note 500 chai nước hoa hiện đại, Terre Immense xếp thứ nhất, không cần phải nói quá nhiều. Nếu như nửa kia của các bạn nữ là một người năng động, sport, thể thao, thì chai nước hoa nào chúng ta cảm thấy là nên mua, Victorian Robes Spice Bond. Đây là một mùi hương tiêu cay nồng cộng cùng với thuốc lá, cực kỳ là ok. Các anh em nào mà kiểu như là cơ bắp này, một chút cơ bắp, một chút sáu múi và xịt thêm mùi hương của chai nước hoa này thì đó, nó giống như kiểu là một cái, chỉ cần một cái này thôi là tỏa sáng. Không biết, có thể không phải là rực rỡ, thế nhưng nó đã là tỏa sáng, Victorian Robes Spice Bond. Và cuối cùng, chai nước hoa nào mà nói thế nào nhỉ, mọi nơi, mọi dịp, mọi chỗ, chai nước hoa nào, Acqua di Gio Profumo. Như mình vẫn nói, đây là cái chai nước hoa đáng mua nhất trong cái line Acqua di Gio. Nếu như các chị em nào mà đang muốn tìm một cái mùi hương đa dụng mọi nơi, mọi lúc, một trong những chai nước hoa như thế, bởi vì cũng có như Chanel Eau de Home Sport or Extreme, nó cũng thể làm được mọi nơi, mọi dịp, và Acqua di Gio Profumo sẽ làm thêm một sự lựa chọn như thế. Thì vừa xong, mình vừa chia sẻ đến cho mọi người một số những chai nước hoa nữ và nam mọi người có thể tham khảo để mua làm quà tặng. Rất hy vọng mọi người cảm thấy video thích, video này hãy like và share, nếu như mà cảm thấy video có giá trị đừng quên subscribe kênh của mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.